Em thân chào cả nhà mình. Tiếp tục em giao lưu góc vui cùng anh chị em mình nha. Một cái phôi linh sam nha cả nhà. Cái phôi này rất là to nha anh chị em mình, cũng rất là duyên luôn. Cái bệ đế của nó thì anh chị em mình thấy nha. Đó, rất là duyên cả nhà. Cây này cao 70 cm, hoành trên cổ rễ của nó là 43 nha anh chị em mình. Củ đế nở luôn. Đó, mặt đế hai bên nha anh chị em mình nha. Đó, anh chị em nào ưng ý cái phôi này thì nhắn tin alo cho em số điện thoại 0795499088 nha anh chị em mình ơi. Em út đã cắt gọt rồi cả nhà, đã trét keo rồi luôn rồi. Hoành 43 nha cả nhà, hoành 43 trên cổ rễ nha. Cao 70 cm nha anh chị em mình. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Chúc cả nhà mình có một ngày vui vẻ cả nhà ơi. Phôi linh sam tím chùm nha cả nhà. Linh sam tím chùm nha. Cây này rất là duyên luôn anh chị em mình ơi. Ưng ý nhắn tin alo cho em nha. Phôi linh sam tím chùm nha cả nhà.